Xin kính chào tất cả các anh em đã đến với kênh Review Audio. Anh em ghé thăm rất mong nhận được sự đăng ký kênh của tất cả các anh em. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay Review Audio giới thiệu đến nhà mình một chiếc đầu cassette, một chiếc đầu cầm rất là hot, được anh em trên thị trường đánh giá rất cao và săn đón tìm kiếm rất là nhiều. Rất là nhiều. Dòng này thì nó rất là hiếm và anh em rất là ưa thích. Đó là một chiếc đầu cassette dòng cao cấp của hãng Akai. Anh em nhìn thấy model GXC570D. Con này về hàng đa cầu điện nên là chúng ta có thể dùng điện 220V, cực kỳ tiện ích. Máy về trong tình trạng đẹp xuất sắc, chưa sử dụng tại thị trường Việt Nam các bác nha. Máy đẹp xuất sắc luôn. Con này thì có một cái phong cách thiết kế, nếu mà ai nhìn vào thì chắc chắn cũng sẽ rất ấn tượng. Phải nói là một vẻ đẹp mê hoặc luôn. Toàn bộ mặt trước được làm bằng nhôm phay xước dày sục cao cấp, trắng tinh. Nhìn nó thật sự nó rất là xịn luôn. Khi mà chúng ta bày ở trong nhà nhìn nó bề thế, nó rất là đẹp. Các bác nhìn các núm nút này còn sáng quắc luôn. Nhìn nó thật sự rất là xịn, rất là xịn. Con này thì được sản xuất vào những năm 1976 đến năm 1979. Như vậy là rất lâu rồi, khoảng độ 40 năm rồi. Nhưng mà phải nói là còn cực kỳ đẹp, đẹp lung linh. Máy được thiết kế với cái size rất lớn, các bác nhìn thấy này. Chiều ngang tới 44, chiều cao 25.5, gần 26 phân. Chiều sâu của nó là 22.5, gần 23 phân. Máy được thiết kế rất là to, hầm hố, nặng lên đến 13.5 kg. Khi mà chúng ta đặt cùng với những chiếc máy khác, kể cả là Dvoc B215 Sony L7 mà nó vẫn bề thế hoành tráng hơn rất nhiều. Đó chính là lý do vì sao mà cũng dễ hiểu thôi. Tại sao anh em lại được rất là săn đón, nó đã được tìm kiếm trên thị trường rất là nhiều. Và đặc biệt con này về đẹp xuất sắc, dòng đa cầu điện nữa thì nó là siêu hiếm hiện nay các bạn, siêu hiếm. Rồi bây giờ thì sẽ quay cận cảnh hơn, xin mời các bác cùng nhìn ngắm nhá. Đây này, con nút nguồn này. Đấy, mở nguồn lên là nó có cặp đèn vu trắng tinh nhưng mà ánh sáng vàng, một sự hòa quyện kết hợp với nhau. Khi mà kim nó vu vậy thì đẹp, phải nói là lung linh. Bên trong cửa băng này cũng có đèn luôn các bác nhá. Nó dọi xuống mỗi khi băng nó hoạt động, chúng ta nhìn thấy rất là đẹp luôn. Con này đời cũng sâu tuổi nhưng mà mới và được trang bị rất nhiều những cái công nghệ tính năng cũng rất là hiện đại, đặc biệt các bác. Bởi vì dòng hết số mà. Đây các bác nhìn này. Cái bàn phím các bác nhìn thấy có đẹp không ạ? Rất rất là đẹp. Nó được thiết kế bằng với lại cái mặt đường trước luôn. Và đây chính là bàn phím cảm ứng một chạm. Các bác nhìn nhá. Này, chúng ta chỉ cần chạm một cái thôi. Đó là nó ăn. Chạm một cái là nó ăn. Và gần như là chúng ta không nghe thấy một cái tiếng gì luôn đấy, không nghe tiếng lạch cạch giống như những cái đầu băng đầu cối khác ha, đầu các xác khác. Các bác thấy rằng này này, êm ru. Êm ru luôn kể cả phần này. Các bác thấy không ạ? Êm ru luôn, gần như chúng ta không nghe thấy một cái tiếng gì luôn. Phải nói là bộ cơ hoạt động quá là êm ái luôn. Thiết kế đẳng cấp, dòng 3 hạt. Đây có tép suộc đương nhiên rồi. Đó, thu thì rất tốt, tiếng con này thì chắc là miễn cần phải bản nữa rồi. Tiếng dày dặn, mộc mạc, trung thực, ấm áp. Tiếng con này mà nghe nhạc về 75, nhạc thu âm trước 75 thì phải nói là hết thuốc, cực kỳ hay luôn. Hay thật sự các bác ạ. Con này nếu mà các bác nào chỉ nhìn qua hình ảnh video thôi thì chưa đủ. Em đảm bảo nếu mà các bác gặp em này ngoài đời thì các bác cùng sẽ say đắm thôi. Các bác cùng sẽ phải nói là suýt xoa thôi. Có lẽ rằng là em khá là thích cây mẫu này, cho nên dành những cái lời khen. Nếu các bác cảm thấy như nó có quá thì cũng là thông cảm. Nhưng mà thật sự nó rất rất đẹp. Toàn bộ mặt trước làm nhôm phay xước, cái tấm nhôm các bác nhìn này, nó dày sụp nhưng mà được bao quanh toàn bộ thân máy là vỏ gỗ. Trời ơi, một sự kết hợp hài hòa, nó tạo nên cái sự sang trọng, phải nói là sang chảnh. Ở ngay ở phần trên này là một cái nắp cốp cũng được làm bằng điện luôn, đóng bởi ống điện. Các bác thấy không ạ? Đẳng cấp chưa? Như là những chiếc xe hơi sang trọng chưa? Nhá. Đấy, như là Audi Lexus, như là
như là mẹt, như là BMW đúng không? BMW đây các bác này, những chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền mới có gọi là cứ điện như vậy. Các cái nút nút trong này các bác cảm thấy này, nhìn thấy như là chưa bao giờ dùng thì sao, nó mới tinh tươm luôn, đẹp thật, tất cả hoạt động là hoàn hảo. Thôi bây giờ thì có lẽ đang là mời các bác cùng trải nghiệm chất âm luôn. Con này thì không cần quảng cáo quá nhiều nữa rồi. Chúng ta sẽ chọn nguồn phát từ đầu CD, rồi chúng ta sẽ thu thử luôn, vừa thu vừa vừa, vừa phát luôn các bác nhá. Đây nhấn dép vừa này này. Các bác đợi em tí. Đây xem này. Cái cuốn băng này là gỡ mất cái này ra rồi. Bác đợi em lấy cái cuốn băng khác nha, cuốn băng đấy thì không thu được rồi. Đây, em lấy cái cuốn băng này. Cái cuốn băng đấy mình các lưu ý là khi mà chúng ta đã bẻ cái góc này, cái chốt băng là chúng ta sẽ không thể thu được. Chúng ta không bấm thu được nha. Rồi. Bây giờ em sẽ đây, bấm thu cái băng này cho các bác này. Đấy. Máy đang vừa thu vừa phát luôn các bác nha. Đây chúng ta đang bật phần tab này. Đấy. Các bác thấy là khả năng thu của nó là 10 10 luôn. Thu phát 10 10, xuất sắc. Sáng trong tim anh, trong tim em, sáng cả quê ta, cho Việt Nam vui, cho Việt Nam vui. Rồi chúng ta sẽ tu lại cái phần vừa thu nhé. Vừa rồi là phát cũng là phát cái phần thu đấy các bác nhá. Chiều nay anh qua đây nhớ thương em, người em phố nhỏ đường vào thu. Để nắng mới gieo đường vui,
đường hoa pháo nổ, để mùa thu chân đeo chân suốt đêm nhặt lá vàng rơi đỡ cửa cho hòa bình rực sáng bóng đêm mờ tối đỡ cửa soi tình người vào mỗi trái tim Việt Nam lửa sáng trong tim anh trong tim em dâng cả quê ta cho Việt Nam vui cho Việt Nam vui đấy. Như vậy là vừa hết cái phần chúng ta đã vừa thu rồi. Các bác thấy con này thì phải nói là tuyệt vời, cực kỳ đáng để chúng ta chơi. Phải nói là xuất sắc. Chúng ta mà sưu tầm được con như thế này thì hết ý luôn các bạn, hết ý luôn. Một lần nữa rất là mong các bác hãy đăng ký kênh để nhận được những video review mới nhất hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã luôn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.